Các em thân mến, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện bài viết chính tả lớp 3 tuần 5 bài tập chép Mùa thu của em. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung bài học chính tả nhé. Các em lắng nghe cô đọc toàn bài. Mùa thu của em. Mùa thu của em là vàng hoa cúc như nghìn con mắt mở nhìn trời êm. Mùa thu của em là xanh cốm mới, mùi hương như gợi từ màu lá sen. Mùa thu của em rước đèn họp bạn, hội rằm tháng 8 chị Hằng xuống xem. Ngôi trường thân quen bạn thầy mong đợi, lật trang vở mới em vào mùa thu. Quang Huy. Sau khi nghe xong bài thơ, các em thấy mùa thu thường gắn với những gì? À đúng rồi, mùa thu thường gắn với hoa cúc, cúm mới, rằm trung thu và các bạn học sinh sắp đến trường. Cô và các em cùng tìm hiểu nội dung bài thơ nhé. Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Bài thơ được viết theo thể thơ 4 chữ. Tên bài được viết ở vị trí nào? Tên bài được viết ở giữa trang vở. Những chữ nào trong bài được viết hoa? À đúng rồi, các chữ ở đầu dòng thơ hoặc tên riêng. Các chữ đầu câu được viết như thế nào? Viết lùi vào ba ô so với lề vở. Khi viết bài chính tả, các em cần lưu ý một số từ sau. Từ trời êm, các em chú ý tiếng trời chúng ta viết âm trờ vần ơi. Từ lá sen, tiếng sen chúng ta viết sờ vần en. Từ rước đèn, tiếng rước chúng ta viết âm rờ vần ước, tiếng đèn chúng ta viết vần en. Từ trang vở, tiếng trang viết âm trờ vần an và tiếng vở thanh hỏi. Đây là một số từ chúng ta cần lưu ý khi viết chính tả. Sau đây, cô mời các em cùng chép bài chính tả vào vở nhé. Khi viết, chúng ta ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, mắt cách vở tốt nhất là 20 đến 25 cm. Chú ý khoảng cách giữa các khổ thơ. Sau đây, cô mời các em viết. Sau khi chép xong, các em soát lỗi lại bài chính tả. Chữ nào chưa đúng các em gạch chân và sửa lại xuống phía dưới nhé. Tiếp theo, chúng ta thực hiện bài tập chính tả. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta tìm kiếm có vần oam thích hợp vào chỗ trống. A. Sóng vỗ. Oạp. B. Mèo. Miếng thịt. C. Đừng nhai nhồm. Cô mời các em suy nghĩ và tìm kiếm có vần oam thích hợp nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em sửa bài. Câu A. Sóng vỗ oàm oạp. Câu B. Mèo ngoạm miếng thịt. Câu C. Đừng nhai nhồm nhoàm. Bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập 3A với cô nào. Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng L hoặc N có nghĩa như sau. Giữ chặt trong lòng bàn tay. Rất nhiều là.
loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh. Cô mời các em cùng suy nghĩ và trả lời nhé. Bây giờ các em cùng với cô sửa bài nào. Giữ chặt trong lòng bàn tay là nắm, có tiếng bắt đầu bằng N. Rất nhiều là lắm, vì từ lắm có tiếng bắt đầu bằng L. Loại gạo thường dùng để thổi xôi, làm bánh là nếp, vì từ nếp có tiếng bắt đầu bằng N. Cô và các em đã tìm được những từ chứa tiếng thích hợp bắt đầu bằng L hoặc N. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu câu B bài 3. Tiếng có vần N hoặc N có nghĩa như sau. Loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào. Vật bằng sắt gõ vào phát ra tiếng kêu để báo hiệu. Bây giờ cô mời các em cùng thực hiện yêu cầu bài tập nhé. Bây giờ các em cùng cô sửa bài nào. Các em có biết không, loại nhạc cụ phát ra âm thanh nhờ thổi hơi vào đó là kèn, vì tiếng kèn có vần N. Còn vật bằng sắt gõ vào thì phát ra tiếng kêu để báo hiệu đó là kẽn, vì tiếng kẽn có chứa vần N. Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn. Vật đựng cơm cho mỗi người trong bữa ăn đó là chén, vì tiếng chén có vần en phù hợp với yêu cầu của bài. Vậy các từ cần điền đó là tiếng kèn, tiếng kẽn và tiếng chén. Cô vừa hướng dẫn xong bài tập chính tả tập chép Mùa thu của em. Tiết học của cô đến đây là kết thúc. Cô xin chào tạm biệt tất cả các em.